Miền Bắc chìm trong biển lũ Sư Minh Tuệ từng nói do nhân quả Đừng oán hờn vui vẻ trả nghiệp Xin kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em Đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh Cuộc Du Hành Nơi chia sẻ những kiến thức bổ ích về tin tức đời sống và xã hội Thưa quý ông bà và anh chị em miền Bắc Việt Nam Hiện đang chìm trong biển lũ Một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây Các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt gây ra sự mất mát lớn về tài sản và tính mạng của người dân. Nhiều khu vực đã bị nhấn chìm, hàng ngàn ngôi nhà bị phá hủy và cuộc sống của hàng triệu người bị xáo trộn nghiêm trọng. Trong bối cảnh này, lời dạy của sư Minh Tuệ về nhân quả và cách đối diện với nghịch cảnh đã trở thành một nguồn động viên tinh thần quan trọng cho nhiều người. Sư Minh Tuệ, một vị thầy tâm linh có uy tín, từng nói rằng mọi sự việc trên đời đều xuất phát từ luật nhân quả theo ông những khó khăn thảm họa như lũ lụt không phải là điều gì đó ngẫu nhiên mà là hậu quả của những hành động trong quá khứ của con người ông nhấn mạnh rằng lũ lụt và các tai họa khác là kết quả của sự thiếu tôn trọng đối với thiên nhiên sự khai thác tài nguyên quá mức và thiếu ý thức bảo vệ môi trường nhân nào quả nấy đây là lời nhắc nhở rằng mọi hành động của con người đều có hậu quả và chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra sư minh tuệ khuyên rằng trong những lúc khó khăn như thế này chúng ta nên vui vẻ trả nghiệp thay vì oán hờn theo ông sự oán trách hay chống đối chỉ làm tăng thêm sự khổ đau và không giải quyết được vấn đề thay vì than trách số phận chúng ta nên chấp nhận thực tại và tìm cách vượt qua bằng lòng từ bi sự kiên nhẫn và nỗ lực chung của cộng đồng điều này không có nghĩa là cam chịu mà là biết cách đối diện với nghịch cảnh một cách bình thản không để cảm xúc tiêu cực lấn át. Thực hành sự bao dung và lòng biết ơn, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, sẽ giúp con người tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Việc lũ lụt xảy ra cũng là một cơ hội để mỗi người tự soi lại mình và cách mình đối xử với thiên nhiên, môi trường và với nhau. Sư Minh Tuệ nhấn mạnh rằng, ngoài việc tu dưỡng đạo đức cá nhân, chúng ta cần phải có trách nhiệm tập thể trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu các hoạt động gây hại cho thiên nhiên, như phá rừng khai thác tài nguyên không bền vững và xả thải không kiểm soát ông khuyến khích mọi người hành động ngay từ bây giờ để giảm thiểu những tác động tiêu cực lên môi trường bởi nếu tiếp tục sống một cách thiếu trách nhiệm hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn trong tương lai trong lúc này sự đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau là yếu tố quan trọng giúp người dân miền bắc vượt qua khó khăn các tổ chức cứu trợ chính quyền địa phương và nhiều cá nhân tập thể đang nỗ lực cung cấp hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho những người bị ảnh hưởng. Đây là lúc để xã hội cùng chung tay, chia sẻ nỗi đau và góp phần khắc phục hậu quả của lũ lụt. Lời dạy của sư Minh Tuệ không chỉ là một triết lý sống, mà còn là một hướng dẫn tinh thần giúp mỗi cá nhân tìm thấy sự bình yên và sức mạnh trong hoàn cảnh khó khăn. Ông khuyến khích mọi người nhìn nhận mọi sự việc bằng tâm trí cởi mở, không bị chìm đắm trong oán trách hay hận thù thay vì đổ lỗi cho số phận hãy xem đây là cơ hội để sửa đổi để rèn luyện lòng từ bi và ý thức trách nhiệm với cộng đồng và thiên nhiên lũ lụt ở miền bắc tuy là một bi kịch lớn nhưng nó cũng mang đến những bài học sâu sắc về nhân quả và cách chúng ta sống ứng xử với môi trường xung quanh hãy lắng nghe lời dạy của sư minh tuệ hãy biết chấp nhận thực tại rèn luyện đạo đức và tinh thần đồng thời góp phần xây dựng một tương lai bền vững hơn sư minh tuệ luôn chia sẻ với các phật tử về cách đối mặt với khó khăn trong cuộc sống theo ông mọi thử thách mà chúng ta gặp phải đều không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của luật nhân quả một quy luật tự nhiên của vũ trụ mà không ai có thể tránh được ông nhấn mạnh rằng việc hiểu rõ và chấp nhận nhân quả sẽ giúp mỗi người vững vàng hơn trong cuộc sống không bị cuốn vào vòng xoáy của đau khổ và oán hận khi đối diện với những biến cố sư minh tuệ thường nói rằng khó khăn và thử thách là một phần tất yếu của đời sống con người không ai có thể tránh khỏi những khoảnh khắc gặp phải khó khăn mất mát hay đau khổ tuy nhiên ông khuyên rằng thay vì trốn tránh hoặc chống đối lại những khó khăn chúng ta nên đón nhận chúng một cách vui vẻ điều này không có nghĩa là chấp nhận sự bất công hay tự cam chịu số phận mà là nhìn thấy trong mỗi thử thách một bài học quý giá một cơ hội để rèn luyện lòng kiên nhẫn từ bi và sự bền bỉ trong tâm hồn. Theo sư Minh Tuệ, mọi điều xảy ra trong cuộc đời đều có nguyên nhân từ những hành động, suy nghĩ và lời nói của chúng ta trong quá khứ. Đây là bản chất của luật nhân quả. Những khó khăn mà ta phải đối mặt chính là kết quả của những nhân đã gieo từ trước. Vì vậy, thay vì đổ lỗi cho số phận hoặc người khác, chúng ta nên tự hỏi bản thân đã làm gì để tạo ra những tình huống hiện tại. Khi hiểu rõ điều này, ta sẽ dễ dàng hơn trong việc chấp nhận và từ đó không còn cảm thấy quá đau khổ hay bực bội. Sư Minh Tuệ luôn khuyến khích mọi người tin vào Phật và sử dụng giáo lý của Phật Pháp để vượt qua khó khăn. Ông nhấn mạnh rằng, chỉ khi chúng ta có đức tin vào Phật, chúng ta mới có thể tìm thấy sự bình an và sức mạnh nội tại để đối diện với mọi thử thách. Đức Phật không chỉ dạy chúng ta về sự từ bi và trí tuệ, mà còn chỉ cho ta cách nhìn nhận cuộc đời một cách tỉnh thức và sáng suốt khi chúng ta tin tưởng vào phật và sống theo những giá trị đạo đức mà ngài truyền dạy cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và bớt căng thẳng hơn sư cũng khuyên rằng không chỉ trong những lúc khó khăn mà cả khi cuộc sống êm ả mỗi người đều nên rèn luyện tinh thần và đạo đức sự thực hành tâm linh không chỉ là cứu cánh trong những lúc hoạn nạn mà còn là cách để chúng ta xây dựng một cuộc sống an lạc và hạnh phúc lâu dài khi tâm hồn được rèn luyện kiên định và tràn đầy lòng từ bi ta sẽ không bị lay động bởi những khó khăn bên ngoài một điều quan trọng mà sư minh tuệ luôn nhắc nhở là chúng ta cần phải đối mặt với mọi việc bằng sự vui vẻ và tâm trạng lạc quan việc giữ được tinh thần vui vẻ không oán hận hay trách móc là chìa khóa giúp ta vượt qua mọi gian khó ông thường nói rằng chỉ khi ta biết chấp nhận những thử thách như một phần của cuộc đời ta mới có thể sống nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Trong khó khăn, nếu ta không giữ được sự bình tĩnh và vui vẻ, chính ta sẽ tự tạo ra thêm nhiều khổ đau cho bản thân. Sư Minh Tuệ không chỉ dạy về luật nhân quả, mà còn khuyên mỗi người hãy sống với đức tin vào Phật, thực hành lòng từ bi và trí tuệ để vượt qua mọi khó khăn. Ông nhấn mạnh rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống, và chúng ta nên vui vẻ đón nhận chúng như những bài học quý giá qua những lời dạy này sư minh tuệ đã truyền đạt thông điệp về sự kiên nhẫn từ bi và lòng tin sâu sắc vào phật pháp để tìm thấy hạnh phúc và sự bình an trong cuộc đời thầy minh tuệ với cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và những biến động tự nhiên đã đưa ra nhận định rằng thiên tai như bão lũ ngày càng trở nên nghiêm trọng và gây ra nhiều tác động tiêu cực đến cuộc sống con người theo thầy dù có sự phát triển của khoa học kỹ thuật và các dự báo thời tiết hiện đại con người vẫn không thể tránh khỏi những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra. Thầy nhấn mạnh rằng, những biến cố này không chỉ là kết quả của những yếu tố tự nhiên mà còn liên quan mật thiết đến quy luật nhân quả. Thầy Minh Tuệ cho rằng, việc con người phải đối mặt với các thiên tai như bão lũ, lũ quét, sạt lở đất đai là một hệ quả tất yếu từ những hành động của chính họ. Trong Phật Pháp, luật nhân quả là một quy luật tự nhiên và phổ biến, chi phối mọi mặt của đời sống mọi hành động suy nghĩ và lời nói của con người đều tạo ra những nhân và theo thời gian quả sẽ đến tùy thuộc vào tính chất của những nhân đã gieo thiên tai trong cái nhìn của thầy chính là một dạng quả mà con người phải gánh chịu từ việc phá hủy môi trường sống thiếu đạo đức và không tôn trọng quy luật tự nhiên thầy chỉ ra rằng sự biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng diễn ra nhiều hơn phần lớn là do sự tác động tiêu cực của con người lên môi trường việc khai thác tài nguyên quá mức phá rừng bừa bãi làm ô nhiễm nguồn nước và không khí đã làm mất đi sự cân bằng vốn có của thiên nhiên khi con người không sống hài hòa với tự nhiên hậu quả là thiên nhiên sẽ trả lời bằng các hình thức như bão lũ hạn hán và các thiên tai khác dù cho có những dự báo trước về thời tiết sự tàn phá và thiệt hại do thiên tai gây ra vẫn không thể tránh khỏi vì con người đã tạo ra một nhân xấu từ quá khứ. Thầy Minh Tuệ nhấn mạnh rằng trong bối cảnh thiên tai ngày càng tồi tệ, con người không nên chỉ tìm cách đổ lỗi cho tự nhiên hay công nghệ chưa đủ phát triển để cảnh báo kịp thời. Thay vào đó, thầy khuyên rằng mỗi người cần nhìn lại bản thân, suy ngẫm về hành động của mình và cố gắng sống theo các giá trị đạo đức, tôn trọng thiên nhiên và môi trường. Khi con người sống hài hòa, không tạo thêm các nghiệp xấu Thầy tin rằng thiên nhiên cũng sẽ dần trở lại trạng thái cân bằng, bớt đi các hiện tượng thiên tai khắc nghiệt. Ngoài ra, thầy Minh Tuệ còn chỉ ra rằng, dù chúng ta không thể kiểm soát hoàn toàn thiên nhiên, chúng ta có thể kiểm soát cách phản ứng của mình trước những thử thách. Khi đối mặt với thiên tai, thay vì sợ hãi hay oán hận, thầy khuyên mỗi người nên giữ bình tĩnh, hiểu rõ luật nhân quả và chấp nhận rằng đây là cơ hội để học hỏi, rèn luyện tâm trí và trưởng thành hơn về mặt tinh thần mỗi thử thách mỗi khó khăn đều là một bài học quý báu mà con người cần phải trải qua để tiến bộ trên con đường tâm linh cuối cùng thầy minh tuệ kêu gọi mọi người hãy sống với tinh thần từ bi và biết ơn thiên tai là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự vô thường của cuộc sống rằng không có gì là vĩnh cửu và ổn định mãi mãi thầy khuyên rằng con người cần biết ơn những gì mình đang có đồng thời phát triển lòng từ bi để giúp đỡ những người xung quanh, nhất là trong các thời điểm khó khăn như khi thiên tai xảy ra. Sự đoàn kết, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau sẽ giúp con người vượt qua những thử thách lớn lao nhất. Thầy Minh Tuệ đã kết luận rằng, thiên tai như bão lũ không chỉ là kết quả của tự nhiên mà còn phản ánh sự mất cân bằng giữa con người và môi trường. Chúng ta cần hiểu rõ luật nhân quả và biết cách sống sao cho hài hòa với thiên nhiên đồng thời rèn luyện tinh thần và đạo đức để chuẩn bị tốt hơn cho những thử thách trong tương lai sư minh tuệ trong các bài giảng của mình thường xuyên nhắc đến mối liên hệ sâu sắc giữa con người và thiên nhiên theo sư những hiện tượng thiên tai như bão lũ không chỉ là các hiện tượng tự nhiên xảy ra một cách ngẫu nhiên mà còn phản ánh trực tiếp những hành động và tâm niệm xấu xa của con người thế giới tự nhiên theo sư minh tuệ hoạt động theo một quy luật nhân quả không thể tránh khỏi. Và mỗi hành động của con người đều để lại dấu ấn trong vũ trụ, dẫn đến những hệ quả tương ứng. Bão lũ, sạt lở hay các thảm họa thiên nhiên khác là hệ quả của việc con người sống thiếu đạo đức, không tôn trọng thiên nhiên và chỉ mải mê chạy theo những lợi ích cá nhân. Sư Minh Tuệ giải thích rằng, từ hàng ngàn năm qua, Phật giáo đã đề cao luật nhân quả, nơi mỗi suy nghĩ, lời nói và hành động của con người đều dẫn đến những hệ quả trong hiện tại và tương lai theo sư khi con người nuôi dưỡng những tâm niệm xấu xa như tham lam ích kỷ hận thù và ganh ghét họ không chỉ làm tổn hại đến chính bản thân mình mà còn gây ra sự mất cân bằng trong thế giới xung quanh chính sự mất cân bằng này là nguồn gốc của các hiện tượng thiên tai sư minh tuệ lấy ví dụ về việc khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi không có kế hoạch hay ý thức bảo vệ môi trường đã khiến cho thiên nhiên nổi giận, bão lũ và hạn hán là những biểu hiện rõ rệt của sự giận dữ đó. Không chỉ dừng lại ở hành động, sư Minh Tuệ còn nhấn mạnh rằng, tâm niệm của con người cũng có thể ảnh hưởng đến thế giới tự nhiên. Khi con người nuôi dưỡng những suy nghĩ tiêu cực, đầy oán trách và thù hận, họ tạo ra một loại năng lượng tiêu cực lan tỏa trong không gian. Năng lượng này không chỉ làm tổn hại đến các mối quan hệ giữa con người với nhau, mà còn tác động đến môi trường tự nhiên, me, dẫn đến những biến đổi bất lợi. Sư Minh Tuệ giải thích rằng, thiên tai với tất cả sức mạnh hủy diệt của nó là một phần của quy luật cân bằng tự nhiên nhằm khôi phục lại sự hài hòa trong vũ trụ. Bằng cách phá hủy những gì con người đã gây ra, thiên nhiên đang tìm cách tái lập trật tự vốn có của mình. Sư Minh Tuệ cũng khuyến khích con người phải biết kiểm soát tâm niệm và hành động của mình, bắt đầu từ việc tu tâm dưỡng tánh sư cho rằng con người thường dễ dàng bị lôi cuốn vào những ham muốn tầm thường và những hành động thiếu suy nghĩ dẫn đến việc gây tổn hại cho môi trường và cộng đồng xung quanh khi con người không ý thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn tâm trí trong sáng và hành động đạo đức họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả tiêu cực không chỉ trong mối quan hệ với người khác mà còn trong cả môi trường sống của mình thiên tai là một ví dụ điển hình cho những hậu quả mà con người phải gánh chịu khi sống thiếu trách nhiệm và không cân nhắc hậu quả. Sư Minh Tuệ khuyên rằng con người cần phải tu dưỡng đạo đức và thay đổi từ tâm niệm, sống với lòng từ bi, luôn hướng đến những giá trị tốt đẹp và tôn trọng môi trường là cách duy nhất để thiết lập lại sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Sư nhấn mạnh rằng khi con người biết kiểm soát tâm niệm, giữ gìn môi trường và sống đúng với quy luật nhân quả, Thiên nhiên sẽ trở lại cân bằng và yên bình. Mọi hành động từ nhỏ nhất đều có tác động lớn đến cả vũ trụ. Vì vậy, sư khuyên mọi người hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất, như trồng cây, giảm thiểu rác thải và sống với lòng biết ơn đối với thế giới tự nhiên. Sư Minh Tuệ giải thích rằng, thiên tai không chỉ là hiện tượng tự nhiên đơn thuần, mà còn là kết quả của những hành động và tâm niệm xấu xa của con người. Để tránh những thảm họa này, con người cần phải thay đổi từ gốc rễ, sống có đạo đức và tôn trọng thiên nhiên. Chỉ khi con người sống hài hòa với vũ trụ, thiên tai mới có thể giảm đi và cuộc sống trở nên an lành hơn. Sư Minh Tuệ thường xuyên nhấn mạnh rằng thiên tai, mặc dù mang tính chất tàn phá và gây ra nhiều đau thương, không phải là điều hoàn toàn tiêu cực. Theo sư, nếu con người có thể hiểu và chấp nhận thiên tai như một phần của nghiệp báo, họ sẽ có cái nhìn khác về những khó khăn mà mình đang phải đối mặt. Sự hiểu biết về nghiệp báo không chỉ giúp con người chấp nhận những biến cố xảy ra mà còn mở ra cơ hội để họ tái thiết lại cuộc sống một cách vững vàng và tích cực hơn. Theo lời giảng của sư Minh Tuệ, nghiệp báo là kết quả của những hành động, lời nói và suy nghĩ của mỗi cá nhân trong quá khứ, cả đời này và những kiếp trước. Do đó, mọi sự kiện xảy ra trong cuộc sống, kể cả những biến cố như thiên tai, đều không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả tất yếu của những hành động mà con người đã thực hiện. Khi con người gặp phải thiên tai, họ không nên chỉ nhìn vào sự mất mát hay đau khổ, mà nên hiểu rằng đó là cơ hội để họ nhìn nhận lại bản thân, đánh giá lại cuộc sống và những hành động trong quá khứ. Sư cho rằng, sự chấp nhận này không chỉ mang lại sự bình an trong tâm hồn, mà còn giúp con người có thể đương đầu với khó khăn bằng tinh thần mạnh mẽ hơn. Sư Minh Tuệ nhấn mạnh rằng Việc hiểu về nghiệp báo không phải là để chấp nhận thiên tai một cách thụ động, mà là để hiểu rằng mọi biến cố đều có nguyên nhân sâu xa và chúng ta có thể học hỏi từ những trải nghiệm đó. Khi con người chấp nhận thiên tai như một phần của nghiệp báo, họ sẽ không còn cảm thấy oán trách hay sợ hãi, mà thay vào đó là tinh thần chấp nhận và sự sẵn sàng đối mặt với thực tại. Điều này giúp họ không chỉ vượt qua được khó khăn, mà còn có thể rút ra bài học quý giá từ những mất mát sư minh tuệ còn chỉ ra rằng việc chấp nhận nghiệp báo và hiểu rõ về nó sẽ giúp con người có thể nhìn nhận thiên tai từ một góc độ tích cực hơn thay vì chỉ tập trung vào sự thiệt hại vật chất con người có thể coi đây là cơ hội để làm mới lại cuộc sống xây dựng lại cộng đồng và thể hiện lòng từ bi với nhau sư cho rằng sau mỗi trận bão lũ hay động đất người ta thường thấy sự đoàn kết và lòng nhân ái của cộng đồng được phát huy mạnh mẽ đây chính là một trong những lợi ích tích cực mà thiên tai mang lại. Khi con người biết yêu thương, đùm bọc và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Sư Minh Tuệ cũng khuyến khích mọi người sau khi trải qua thiên tai, hãy dành thời gian để tu tập, trao dồi tâm linh, để từ đó có thể hiểu sâu hơn về quy luật nhân quả và nghiệp báo. Sư cho rằng, chỉ khi con người hiểu rõ được những quy luật này, họ mới có thể sống một cách ý thức và trách nhiệm hơn, không chỉ với bản thân, mà còn với môi trường và cộng đồng xung quanh. Việc xây dựng lại cuộc sống sau thiên tai không chỉ là việc khôi phục lại nhà cửa hay tài sản, mà còn là sự tái thiết lại tâm hồn và mối quan hệ giữa con người với nhau, cũng như với thiên nhiên. Thiên tai với tinh thần hiểu biết và chấp nhận sẽ giúp con người tìm thấy sự bình an trong khó khăn. Khi họ không còn bị cuốn theo sự sợ hãi hay oán trách, họ sẽ có thể tập trung vào việc tìm ra giải pháp xây dựng lại cuộc sống và góp phần vào sự phát triển của cộng đồng đó là cách để biến những khó khăn thành cơ hội biến thiên tai thành một bài học lớn để con người có thể sống tốt đẹp hơn trong tương lai sư minh tuệ cho rằng việc hiểu và chấp nhận thiên tai như một phần của nghiệp báo không chỉ giúp con người có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống mà còn khuyến khích họ tìm cách xây dựng lại cuộc sống một cách vững chắc hơn thiên tai từ góc nhìn này không còn là nỗi đau thuần túy, mà là cơ hội để học hỏi, trưởng thành và tái thiết cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn. Sư Minh Tuệ luôn khuyến khích mọi người hành động ngay lập tức để bảo vệ môi trường. Ông cho rằng, môi trường tự nhiên chính là tấm gương phản chiếu những hành động và tâm niệm của con người. Khi môi trường bị tổn hại, đó là hậu quả tất yếu của những hành động sai trái mà con người đã thực hiện trong quá khứ. Theo sư thiên nhiên không chỉ là một phần của cuộc sống mà còn là nơi gắn kết con người với quy luật nhân quả do đó mọi sự thay đổi trong môi trường đều có nguyên nhân từ hành động của con người sư minh tuệ nhấn mạnh rằng sự tàn phá môi trường là biểu hiện của lòng tham ích kỷ và thiếu hiểu biết con người trong quá trình theo đuổi lợi ích cá nhân đã gây ra nhiều tổn hại cho thiên nhiên thông qua việc khai thác bừa bãi tài nguyên xả thải gây ô nhiễm môi trường và phá rừng không kiểm soát những hành động này dù trực tiếp hay gián tiếp đều để lại hậu quả nghiêm trọng lên môi trường sống và cả sức khỏe của con người sư minh tuệ giải thích rằng mỗi hành động tiêu cực đối với thiên nhiên sẽ tạo ra nghiệp xấu và chính con người sẽ phải trả giá cho những sai lầm này trong tương lai theo lời sư việc trả nghiệp không chỉ là chịu đựng những hậu quả do mình gây ra mà còn là cơ hội để con người sửa chữa những lỗi lầm và cải thiện cuộc sống sư minh tuệ nhấn mạnh rằng hành động bảo vệ môi trường là một cách cụ thể để con người trả nghiệp khi chúng ta bắt đầu có ý thức hơn trong việc bảo vệ và gìn giữ môi trường chúng ta đang cố gắng tạo ra năng lượng tích cực để bù đắp cho những sai lầm trong quá khứ việc này không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại cho thiên nhiên mà còn giúp chúng ta đạt được sự cân bằng và hài hòa trong cuộc sống sư minh tuệ giải thích rằng bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân mà là nhiệm vụ chung của toàn xã hội mỗi người đều có phần trách nhiệm trong việc giữ gìn môi trường dù là những hành động nhỏ như giảm thiểu rác thải nhựa tiết kiệm nước hay tham gia vào các hoạt động trồng cây xanh sư cũng khuyến khích mọi người sống có đạo đức tuân thủ các giá trị tôn trọng thiên nhiên và đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị này đến cộng đồng xung quanh khi mỗi người đều thực hiện trách nhiệm của mình, toàn xã hội sẽ dần dần thay đổi và môi trường sẽ được cải thiện. Điều quan trọng mà sư Minh Tuệ nhấn mạnh là con người không thể thoát khỏi nghiệp báo nếu không hành động. Sư khuyên rằng không nên chỉ dừng lại ở việc hiểu biết về nghiệp báo mà cần phải hành động ngay lập tức để sửa chữa những hậu quả đã gây ra. Ông cũng giải thích rằng sự trả nghiệp không phải là một quá trình đau khổ mà thực tế là con đường dẫn đến sự giải thoát và bình an trong tâm hồn. Khi con người nhận ra sai lầm của mình và nỗ lực sửa chữa, họ không chỉ trả nghiệp mà còn tiến tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Với tâm hồn thanh thản, và không bị ràng buộc bởi những tội lỗi trong quá khứ. Sư Minh Tuệ còn chia sẻ rằng, sự giải thoát và bình an thực sự chỉ đến khi con người sống có trách nhiệm với chính mình và với môi trường xung quanh. Khi chúng ta hiểu rõ về hậu quả của những hành động sai trái và chấp nhận trả nghiệp thông qua việc bảo vệ môi trường chúng ta sẽ cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn đây là quá trình thức tỉnh giúp con người hiểu rằng mọi thứ trong cuộc sống đều kết nối với nhau và chúng ta không thể sống tách rời khỏi môi trường tự nhiên kết luận lại sư minh tuệ khuyên mọi người hãy hành động ngay lập tức để bảo vệ môi trường việc này không chỉ là trách nhiệm với thiên nhiên mà còn là cách để con người trả nghiệp và đạt được sự giải thoát môi trường bị tổn hại chính là kết quả của những hành động sai trái trong quá khứ nhưng khi con người biết hối cải và hành động để sửa chữa họ sẽ tìm thấy sự bình an và thanh thản trong tâm hồn